Chưa chưa chưa, để mình phóng nhẹ nhẹ coi. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutoki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha. Trong thời gian giữa hai tập thì mình đã có trang trí xong cái tháp đồng hồ Big Ben rồi. Mình đã ốp kính ở xung quanh cũng như là làm được một cái cầu thang ở chính giữa để mình có thể di chuyển lên cao hơn. Trong thời gian sắp tới mình dự định sẽ treo tranh này, những cái set đồ hoặc là những thứ quý giá ở từng tầng của cái tháp đồng hồ này. Tại vì trên này nó còn rất là nhiều chỗ trống luôn ấy. Và Tết Trung Thu cũng đã đến rồi, cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ xây một cái lồng đèn Trung Thu nhá, để mình có thể đón Tết Trung Thu ngay trong cái thế giới của mình luôn. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu xây. Và khu vực xây thì mình dự định sẽ xây ở phía dưới cái khinh khí cầu này, kiểu như cho cái khinh khí cầu này treo lên vậy đó. Giờ thì mình sẽ đi lên để xác định cái ô chính giữa luôn đi. Rồi giờ mình sẽ bay lên cái khinh khí cầu trước. Rồi bay lên trên này. Ở trên đó nó có một cái đáp vô. Ở trên đây nó có một cái cửa sập nè. Mình sẽ đổ nước vào ấy. Đây mình sẽ đổ nước vào đây đi. Đó, sau đó mình sẽ đặt một block để mình cố định lại. Như giờ mình mà múc xô nước ra một cái là thế nào cũng bị té cho coi á. Là mình phải làm hai cái đi cho chắc cú. Đây như vậy nè. Suýt nữa là bị té rồi. Đó, giờ trèo lên trên ngược lại nè và dập nước đó ra. Không biết nó có tắt mấy cây đuốc ở dưới ngôi làng mình không nữa. Hy vọng là đừng có tắt. Rồi. Và đây là ô chính giữa, cũng là cái ô để mình treo cọng dây á, cho nên mình sẽ đi về mỗi hướng là thêm hai ô nhá. Cái lồng đèn này mình xây nó hơi bự ấy. Ban đầu mình dự định sẽ xây cho nớp cầm cái lồng đèn cơ, nhưng mà một hồi cái lồng đèn nó bự quá thành ra không cho nớp cầm được. Kế tiếp thì mình sẽ cho đi về mọi hướng. Hay là mình xuống dưới mình. Ui nó ngay hồ rùa mình rồi. Ok giờ mình sẽ cho ngay ô chính giữa nè. Đó mình sẽ đặt một cái dàn giáo đi lên đi. Chứ đứng lên trển một hồi thế nào cũng té cho coi á. Rồi đây là ô chính giữa nè. Cứ như vậy mà bắt dàn giáo dài tí lên trên thôi. Ui nước nó chảy coi kìa. Rút hết đi. May mà không tràn vô cái chỗ hồ rùa của mình á. Cũng gần tới rồi. May mà cũng đủ dàn giáo. Hiện tại mình cũng hết trơn dàn giáo rồi. Hôm bữa xây xong mình nhặt lại không hết ấy. Từ từ cái nó lạc hết trơn à. Còn có 40 mấy cái để dùng thôi. Rảnh xuống chỗ khu mỏ bỏ hoang để cắt thêm mấy cầm chỉ ấy. Rồi mang về làm cái dàn giáo còn xây dựng nữa. Chứ giờ là hết trơn rồi đó. Rồi giờ đi lên trên một xíu nữa nè. Sau đó mình sẽ cho về mỗi hướng thêm vài ô. Cái này mình sẽ cho ra một ô trước. Đập ô trên cùng ra. Tương tự bên đây cũng là một ô nhá. Rồi, sau đó thì mình sẽ đi xuống tiếp là hai ô. 1 và 2, sau đó đập ô chính giữa ra. Ở trên đây cũng vậy, tại vì mình muốn xây ở trên xuống ấy. Như vậy thì nó sẽ dễ hơn cho mình, chứ xây ở dưới lên thì mình khó mà xác định vị trí lắm. Rồi, đập cái này ra. Đó, mình đã được gần xong cái bằng ngọn rồi đó. Cái chỗ hai này mình sẽ cho thêm một lần nữa mới được. Rồi, giờ thì lấy lại mấy cái dàn giáo. Nó bắt đầu rớt ở dưới nữa kìa. Một hồi xây thế nào cũng bị lạc nữa cho coi. Rồi giờ thì đi ngang qua hai bên như vậy, sau đó kéo xuống tiếp hai ô nhá. Ở trên mới đúng, ở đây và ở đây, sau đó đập hai ô chính giữa ra như vậy đó. Và tương tự ở đây thêm một lần nữa nhá, tại vì cái lồng đèn này nó hơi bự ấy, nên làm cái ở phần phía trên nó hơi to một xíu. Rồi cái này nó dư một ô rồi đó, vậy thì đúng rồi nhá. Kế tiếp thì mình sẽ đi lên trên lại đi. Mình sẽ đặt một ô ở đây đó. Dùng cái ván đi lên cho nó tiện. Giờ hết dàn giáo rồi, một hồi không đủ á. Sau đó mình sẽ kéo về bên hông rồi nè. Ui cái này cao thế. Ngang đây mới đúng nè, nó phải thấp hơn ô này một ô nhá. Rồi sau đó từ đây mình sẽ nói về bên trái là 5 ô đi. 1, 2, 3, 4 và 5. Thêm một ô thứ 6 và mình sẽ bắt đầu đi xuống nhá. Đây, ngay ô thứ 6 mình sẽ đi xuống như vậy. Rồi sau đó kéo dài và xéo về phía trong á, theo thứ tự là 1 nè, 2, 3, không đủ để 4 rồi, đáp vô đây, và 4, sau đó mình sẽ lấy lại cái ô nước này, rồi làm thêm một đường xéo vào bên trong nữa là được rồi đó, cái ô ở bên ngoài bìa nè, nó đập ra, ô này cũng vậy, tương tự ô đây và cuối cùng là ô bên này, ngay ô này á thì mình sẽ cho nó đi xuống một xíu nhá, cái này đập ra trước cái đã. Cái dàn giáo đâu? Đây, dàn giáo đây. Đó. Dàn giáo hơi khó điều khiển. Rồi, cho nó đi xéo qua bên đứng bên đây nè, kéo xuống hai ô nhá. Rồi từ ô này thì mình sẽ đi xéo ra phía bên ngoài nữa. Cái này
Vui hết tầm của dàn giáo rồi. Cây dùng nước cũng được đi. Mình sẽ cầm cây nước để cho nó sáng sáng một xíu. Sau đó mình sẽ đi xéo ra bên ngoài như vậy. Một nè. Hai. Để coi nè. Không. Cái này ra một. Ra đi xuống hai luôn chứ không phải một. Một thì nó sẽ làm cho phần đáy ở phía dưới nó to quá. Mình không thích nó to quá đâu. Đó, theo thứ tự là hai đi. Hai như vậy. Sau đó đập ô chính giữa ra. Vậy ổn chứ ta? Vậy cũng khá ổn rồi đó. Ngay ở đây mình sẽ cho xuống 3 ô. Và nó ngang là mình đã xong cái phần phía dưới rồi. Giờ thì múc xô nước lại được rồi đó. Sau đó đáp vào trong đây. Đó. Và mình sẽ kéo dài lên trên là theo thứ tự là 1 nè. Đập dàn giáo ra đi. Tiếp theo là 2. Và cuối cùng ở chính giữa là 3. Nó làm sao ngay ô chính giữa là 3 là mình đã làm đúng rồi đó. Giờ thì mình sẽ vào trong để ngủ một cái. Rồi sáng thức dậy mình sẽ làm nốt cái phần còn lại của cái ngôi sao nhá. Và cũng như là mình sẽ làm hai cái hình ngôi sao như vậy á. Rồi sau đó mới ốp giấy kiến vào được. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong hai cái hình ngôi sao nhá. Mình đã ốp xong cái phần thủy tinh đỏ rồi. Giờ thì mình sẽ vào trong để chuẩn bị vật liệu để mình có thể trang trí cái phần cái đèn cầy ở chính giữa nha. Tại vì lồng đèn thì sẽ sử dụng đèn cầy ấy. Và mình dự định sẽ dùng cái Enrod này này kết hợp với một cái lồng đèn ở phía trên. Nó nhìn khá là giống cây nến luôn. Rồi giờ mình sẽ lấy mấy cái Enrod ở trong cái rương Suco. Đây, rương này thì phải. Để coi nào. Đúng luôn, mình sẽ mang ra một ít đi. Để không thôi một hồi thiếu nữa. Rồi sau đó trả lại bên trong này. Trả lại. Và mình sẽ lấy thêm một ít cái đây đèn lồng đây. Đó, không biết kết hợp hai cái này nó có ổn không nữa. Hay là dùng một cái đèn redstone ta. Mình có hai cách để làm cái cây nến á. Một là dùng cái Enrod này với một cái đèn lồng ở trên. Hai là dùng cây nến với một cái đèn redstone á. Đèn redstone mình cũng có nè. Ok, chắc mang tạm luôn đi. Coi cái nào ổn thì mình sẽ dùng thôi. Rồi giờ thì bay lên trên và bắt đầu trang trí cái cây nến thôi. Bay lên trên một cái. Rồi và mình cũng đã thắp một ít cây đuốc ở trên đây ấy. Tại vì ban đêm nó tối thui. Sợ trên đèn lồng xuất hiện nhiều quá á. Sau đó mình sẽ gắn vào đây một cái gậy en nè. Đó. Ui, cái này đụng đầu rồi. Tạm thời đập ra. Sau đó đặt lên thêm một cái. Hai cái gì có ổn chưa ta? Thêm một cái đèn lồng nè. Đèn lồng ở phía trên. Rồi giờ đi ra nhìn thử coi nó có ok chưa. Rồi tạm thời ốp hết vào. Vậy mình thấy ok rồi nè. Chắc không cần phải dùng cái đèn redstone đâu. Wow, vậy là ok rồi. Rồi giờ thì chắc mình sẽ lấy thêm một phần nữa. Tại vì cái đèn lồng mình treo nhưng mà vẫn chưa có cọng dây á. Đó, giờ nó vẫn còn một khoảng trống kìa. Mình sẽ lắp vào cái khoảng trống đó bằng những cái kén nhện nhá. Để coi mình. Đây mình còn kén nhện hôm bữa cắt còn thừa nè. Rồi gắn vào luôn. Đó, như vậy mình đã có một cái đèn lồng, một cái sợi dây để kết nối giữa cái kinh khí cầu và cái đèn lồng khổng lồ rồi. Đó. Rồi giờ thì gắn vào thôi. Mình sẽ trèo lên trên cùng nè. Gắn vào đây. Búp. Và nối vào chính giữa. Cái này mình sẽ. Ui, cái cửa sập đâu rồi? Đây, cửa sập đây. Mắc kẹt. Rồi gắn vào. Ui, đặt sai. Mà không. Đặt vậy thì hợp lý hơn. Nó kiểu như nó có một cái mối thật là bự ở trên ấy để kết nối lại. Đó. Rồi, vậy là ok rồi. Giờ thử bay ra xa nhìn coi. Mình sẽ bay qua khu vực này đi. Bám vào. Ui, cái dây leo mình bám vào không được. Tiếc ghê luôn á. Wow. Cái này ban đêm chắc đẹp lắm luôn á. Chưa, mình sẽ lên pho tượng nếp đi, cho nó cao. Rồi, ngắm cái đèn lồng thôi. Wow. Rất là giống cái đèn lồng ở bên ngoài luôn á. Tại vì đèn lồng ở bên ngoài thì chúng ta cũng sử dụng những cái tấm giấy kính màu đỏ này. Đa phần là dùng giấy kính đỏ thôi. Một số bạn còn thích dùng giấy kính vàng này hoặc là giấy kính hồng đấy. Nhưng mà mình nghĩ giấy kính đỏ vẫn là đẹp nhất. Rồi giờ mình sẽ đợi vào ban đêm ấy. Thì mình sẽ thắp thêm một ít cái đèn redstone nữa. Thấy vậy chứ xung quanh này mình nghĩ gắn thêm đèn redstone ở 5 góc ấy. Góc này một cái, ở bên trái một cái, phía góc dưới một cái, và bên phải cũng có thêm hai cái nữa. Như vậy thì cái đèn lồng vào ban đêm nó sẽ rất là sặc sỡ luôn. Ngoài ra mình sẽ chế tạo thêm một ít cái pháo hoa nữa để buổi tối chúng ta cùng nhau rước đèn ông sao nhá. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi trời tối nhá. Rồi nhìn thôi. Hình như cao quá không thấy hay sao á. Đúng rồi, cao quá không thấy rồi.
Ồ, kệ đứng đây cũng được. Vậy cuối cùng thì chúng ta đã rước đèn ngôi sao được rồi. Và hiện tại mặt trăng đâu ta? Ui, nay trung thu mà không không có mặt. Ui, mặt trăng bị khuất rồi. Ui, buồn ghê. Nay trung thu mà mặt trăng không không tròn gì trơn á. Trăng không có full nè, mất tiêu luôn à. Kệ không sao, giờ mình sẽ đợi hết đợt pháo hoa này rồi chúng ta sẽ bắt đầu công việc tiếp theo nhá. Đó, cái này mình chỉnh delay hơi thấp một xíu ấy để cho nó bắn từ từ thôi, chứ chỉnh nhanh quá nó làm bụp 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 không còn quả nào để ngắm luôn á. Đó. Đó, wow, cái này mình không có nhiều mấy cái đầu hoặc là những cái khối khác ấy để cho nó biến hình. Kệ, làm cái dạng 7 màu này cũng ok rồi. Đó. Và cái lồng đèn ban đêm á, dù không có ánh sáng ở phía dưới thì nó cũng rất là đầy đủ ánh sáng nha. Tại vì nó có tận 5 cái đèn ở 5 góc nè và một cái đèn lồng ở chính giữa nữa, thành ra nó rất là sáng luôn. Đây. Và trời cũng đang lên rồi. Tiếc ghê. Giờ gắng đợi hết cái đợt pháo hoa này nha. Và để coi coi còn bao nhiêu cái pháo hoa đây. Mà mình không biết là tại sao cái pháo hoa này nó thấp quá à. Mình cứ tưởng là nó phải cao lên tiếp ngang cái lồng đèn kìa, ai về nó bắn ở phía dưới lồng đèn thôi. Thôi, vàng pháo hoa tới đây cũng được rồi. Ui, cũng vừa hết luôn rồi nè. Yay. Vậy là chúng ta đã đón Tết Trung Thu ở trong thế giới này rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cắt đồ nè, rồi cũng như chúng ta sẽ cùng nhau làm công việc tiếp theo nha các bạn. Mình vừa cắt đồ xong rồi và cũng như trời đang mưa rất là lớn luôn nè, có sấm sét nữa. Và nhân lúc nó đang có sấm sét á thì mình sẽ đi qua cái khu vực đảo nấm của mình ấy để mình có thể biến những cái con bò nấm của mình thành bò nâu nhá. Là bò rất là hiếm luôn, hiếm còn hơn cả bò nấm nữa. Nhưng mà để qua bên bển thì mình sẽ mang theo một ít cái lọ thuốc nhìn trong bóng tối, tại vì lỡ qua bên kia rồi thì sẵn tiện khám phá biển luôn cho nó tiện nhá. Rồi kế tiếp thì mình sẽ vào trong nhà để có thể lấy cái nón rùa ra. Nón rùa rất là ít khi sử dụng nên nhân lúc đi khám phá biển lần này á thì mình sẽ mang theo nón rùa và chúng ta sẽ dùng luôn nhá. Rồi, một lần nữa, búp, nón rùa đây. Ui, quên nữa, chỗ mình bằng gỗ không đó, sét đánh một hồi có khi nào cháy cái tháp đồng hồ mình không ta? Ui, đừng có cháy nha, cháy là dập không có kịp đâu đấy. Thôi thôi thôi, giờ mình sẽ đi qua cái khu vực đảo nấm riết mới được, để ở đây một hồi sấm chớp thế nào cũng đánh trúng mấy cái công trình của mình à. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình di chuyển qua cái khu vực đảo nấm nhá. Ok, cảm ơn, mình đã di chuyển qua khu vực đảo nấm rồi và ở đây để coi coi có bao nhiêu bé bò nấm nhá. 1 2 3. Hả, cái đảo này có chỉ có ba bé bò nấm thôi à? Ít vậy ta. Ok, chắc giờ mình sẽ nhân giống ra luôn nha, tại vì mình có mang thêm ít lúa nè. Rồi, ui, sấm chớp kìa. Lại đây, lại đây, lại đây. Bé này lại đây, bé này lại đây. Đó, khi nào nhiều nhiều rồi mình sẽ sử dụng cây đinh ba ấy để cho mấy bé này kiểu như là biến thành bò nâu nhá. Không biết bò nâu có nhân giống ra được giống như bò nấm không nữa. Ôi, sấm chớp kìa. Ui, ở đây còn bé nữa nè. Vậy vậy là mình có tổng cộng, để coi coi, 4 năm, có 5 bé rồi. Rồi giờ thì mình sẽ biến bé bên đây trước nhá. Và để tránh trường hợp mình phóng cái cây đinh ba một phát ngõm luôn á thì mình sẽ phóng hụt thôi, phóng ngay cái ô mà bé đang đứng ấy để cho sấm chớp xuống trúng thôi. Ui, còn biết đục mưa nữa. Thôi đục mưa làm gì, cho thành bò nâu nè. 1 2 3. Ui, hả? Ủa, chưa chưa chưa, để mình phóng nhẹ nhẹ coi. Chưa chưa chưa, để mình phóng nhẹ nhẹ coi. Phóng nhẹ nhẹ coi. Phóng nhẹ nhẹ coi. Ôi, không được rồi. Mình phóng một phát là ngõm luôn à. Ui, khó vậy ta. Vậy là bây giờ mình phải tìm một con quái trước cái đã, để mình phóng trúng con quái ấy. Rồi sấm chớp lúc đó thì nó sẽ trúng bé bọt. Ui. Chưa kịp biến thành bò nâu nữa đã hết mưa mất tiêu rồi. Không sao không sao, giờ đi khám phá biển trước đi. Một hồi thế nào nó cũng mưa nữa hả? Tại vì có rày cái chỗ mình ở ấy, mưa liền liền à. Mình không hiểu tại sao luôn, vô bão hay sao. Mà cứ mấy ngày là mưa một lần à, nên rất thoải mái nha. Rồi giờ thì uống vào một lọ thuốc nhìn trong bóng tối và bắt đầu khám phá biển thôi.
Đó, sáng trưng liền. Rồi giờ mình sẽ đi về hướng bên đây đi. Khá là lâu rồi chưa đi khám phá biển nữa. Không biết bây giờ còn gặp mấy cái tên Zamba chết đuối không ta. Và đây cái rạn san hô cái bên khu vực đảo Nấm nè. Lâu lắm rồi mới qua lại. Và chỗ kia là chỗ trái tim biển cả, chỗ của cái ngọn hải đăng, và đây là cái ngôi nhà dưới nước. Lâu lắm rồi mới qua đây rồi đó. Để coi coi. Ui ui mình lại quên mang những cái xô rồi, lần nào qua đây mình cũng quên mang xô hết, để mình có thể bắt được những bé cá nhiệt đới ấy, mang về trang trí hồ cá hoặc là cái chỗ bán cá của mình ấy là hết sảy luôn. Mà cứ qua đây là quên à. Ui ở đây có cái thuyền này, không biết mình lấy chưa ta. Ồ như cái thuyền này mình chưa lấy thì phải á, tại vì lâu lắm mà mình chưa qua đây mình cũng không nhớ rõ nữa. Rồi và trên cái thuyền này còn có mấy cái dưa leo biển nữa, à không dưa muối biển nữa. À như cái này chưa lấy, hình như cái này chưa lấy nè, còn bản đồ luôn. Wow, trong cái này coi có rương không. Ủa ui cái này nó mất hết cái rương rồi. À không không không, còn rương còn rương còn rương. Vậy được một cái. Ồ quần sửa chữa luôn, quần da mà sửa chữa cũng được cũng được. Mình sẽ mang hết về rồi để dành trưng bày trong cái chỗ tháp đồng hồ Big Ben nhá. Rồi và như vậy cái thuyền đó chỉ có hai cái rương thôi. Và dưa muối biển thì mình có một ít rồi nên chắc không cần lấy đâu. Rồi giờ thì mình sẽ kiểm tra bản đồ coi. Cái này vậy là mình cần phải đi về hướng bắc một xíu. Và hiện tại hướng bắc đây đây, hướng bắc bên đây nè. Rồi, cái ba lên một cái. Và mình sẽ đi về hướng bắc một xíu nha. Không biết cái bản đồ này cho mình cái gì. Ui đi về hướng đây là cái bản đồ hôm bữa mình lấy rồi mà. Hôm bữa mình có lấy một cái kho báu hướng bên đây rồi. Ồ, bản đồ này bị trùng mất tiêu rồi. Đó, cái kho báu ở đằng kia kìa mình lấy rồi. Ui, quên nữa, hôm bữa mình có lấy một cái kho báu gần đây rồi. Vậy là bây giờ mình cần phải đi xa hơn khu vực này một xíu để cho nó lót ra những cái bản đồ kho báu mới ấy, để tránh trường hợp nó bị trùng nữa. Và bên đây là một cái vùng băng à. Wow, vùng băng, được, được. Nhiều khi cái chỗ này nó lại gần cái chỗ mấy anh dân làng sửa chữa của mình ấy. Tại vì nó cũng khá là gần ở dưới Nether á, cho nên mình nghĩ nó cũng không có cách xa quá đâu. Rồi, tạm thời đi lên trên một xíu. Đó, đang đi khám phá biển gặp băng đáp vô luôn. Và coi coi trên đây có góc bắc cực không. Ồ, trên đây vừa vừa có băng nè và vừa có tuyết luôn. Ồ, khu này dễ gặp gấu Bắc Cực lắm luôn á. Nhưng mà để mình đi một vòng trước cái đã. Nó còn có một cái hang nữa. Mà thôi đi hang chắc không cần khám phá đâu, khám phá biển trước. Khu vực này coi. Ồ, Robin kìa. Mấy cái Robin này nó thấp quá. Phải mấy cái Robin. Ui ui. À cá heo. Yeah, nó có cá heo lại gần mình á. Mình bơi rất là nhanh luôn nè. Wow. Rồi. Không biết cá heo có dùng dây buộc được không ta? Chưa chưa chưa, để mình test thử coi. Mình sẽ dùng cây cúp à không, cái cọng dây mình mang theo nè. Đó, trong rương Ender của mình lúc nào cũng có dây hết á. Và mình sẽ ui. À đúng rồi, cúp mềm mại. Mình sẽ thử coi coi có mang theo bé cá heo. Ui á. Ui ui, hết oxy, hết oxy. Quên quên quên. Mình cái đổi cái. Ủa, đổi nón rùa mà sao hết hiệu ứng ta? Kỳ vậy. Ồ. Ồ, bé, đây, 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 bé cá heo đây. Yay. Rồi, coi buộc bé cá heo được được không nhá. Ui, được luôn. Vậy mình mang bé cá heo này đi theo khám phá biển cũng được nè. Rồi, đi theo anh nào. Đó. Mình sẽ mang theo bé cá heo ấy, giống như mình hết tốc độ vậy đó. Wow, mình bơi nhanh chưa nè. Ui, ui, ui. Đụng đầu vô rạn san hô nữa. Mặt trời cũng đang lặn xuống rồi kìa. Một xíu mình sẽ tìm mấy cái tên zombie chết đuối mình quánh luôn nha. Đây là một cách rất là hay luôn á. Một xíu mình sẽ mang bé cá heo này về cái. Ui, có cái thuyền. Một xíu mình sẽ mang bé cá heo này về cái chỗ nhà dưới nước của mình á, để giữ trong đó luôn nha. Nuôi luôn. Hôm nay nuôi cá heo luôn nha. Tạm thời thì buộc bé này vô đây đi. Rồi, vào đây kiểm tra nào. Hả? Ủa chỗ này mình đi rồi hả ta? Ui, mắc kẹt mắc kẹt. Ủa chỗ này mình đi chưa? Đi chưa? Mà sao mất tiêu cái rương rồi? Ủa chưa nè, còn. Ui đừng 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 đừng. Ui. 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 Bị mắc kẹt mấy cái cửa sập suýt nữa thì ngỏm rồi. Rồi rồi kiểm tra lại coi. Ủa cái này lấy rồi, còn cái bên đây lấy chưa ta? Ủa là sao? Ủa chỗ này mình đi rồi mà sao.
Ồ, vậy là chỗ này mình đi rồi. Ui, là mừng hụt không? Rồi giờ lấy là... Ây da, da, cọng dây đâu rồi? Ui, cọng dây, cọng... À, đây, 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 cọng dây, cọng dây. Ủa? À, quên. Bé cá heo còn giỡn với mình nữa chứ, còn chơi với cọng dây nữa. Tại vì bé cá heo rất là thích nghịch mấy block mà mình đánh rơi dưới nước luôn. Nó thành ra mình rơi cái gì xuống là bé cá heo dùng để chơi à. Rồi đi tiếp thôi. Đó, giờ không cần thuyền cũng được. Ui, bơi nhanh chưa kìa. Đi nhát tốc độ luôn á. Nè, mình còn đi trên mặt nước nữa nè. Wow, hay nha. Rồi, giờ đi ngược chiều xuống đây coi. Ui nè, coi nè. Wow. Nhanh hơn cả bay nữa. Rồi, ui, bé mực nè. Và đúng đường chưa ta? Đi một hồi lạc đường nữa. Hồi nãy mình đi hướng bên đây đúng không? Vậy là giờ phải đi ngược chiều hướng bên đây nè. Ăn vô một cái đi. À, bên kia có cái thuyền nữa. Ui, nhìn nhìn nhá. Lội một hồi thấy mất tiêu bé cá heo với cọng dây á, là tôi á. Rồi, đáp xuống đây một cái. Coi coi cái thuyền này mình lướt chưa. Ui, với cái đà này hình như lướt rồi nè. Gai, bảo vệ khỏi vụ nổ. Hai dòng này chưa cần cho lắm. À, coi coi. Ủa, con cái rương hả? Ui, tiếc vậy, cái thuyền này con cái rương à. Kệ, không sao, không sao. Và đằng kia có một cái chỗ cũng của mấy cái con zombie chết đuối kìa. Mình sẽ xuống đây để coi coi có gì không. Ui, cái này sao kỳ vậy ta? Thường thường mấy cái này sẽ có rương á. Không biết, à đây đây, có rương thiệt nè. Rồi, kiểm tra. À, một cái bản đồ. Đúng thứ mình cần luôn. Rồi, giờ mình sẽ đi lên trên lại và kiểm tra cái bản đồ này coi. Không biết có bị trùng không nữa. Ui, hình như nó bị trùng nè. Ui, vậy là trong cái bán kính này là mình đã đi khám phá hết rồi. Nhưng mà không sao, mình sẽ tận dụng cái bản đồ này để quay về luôn. Giờ mình cần phải đi về hướng Bắc. Đây, mình sẽ đi thẳng về hướng Bắc một xíu. Ơ, không, không, cái bản đồ này bản đồ mới mà. Nè. Ủa mà sao nó không lót ra ta? Hay là mình cần phải đi về hướng... Mình cần phải đi đi về hướng Tây một xíu nữa. Đây, hướng Tây đây. Rồi, giờ mình sẽ đi thẳng về hướng Tây luôn nhá. Để coi coi. Ủa sao nó ngay dấu ít mà sao nó không lót ra ta? Kỳ vậy. Vậy là mình chưa đi tới về hướng Tây đủ á. Rồi, giờ lội riết về hướng Tây nào. Piu. Như The Flash bơi dưới nước luôn á. Rồi. Ôi. Ôi bé cá heo ơi. Rồi. Ui nãy mình nói rang luôn. Mình bơi nhanh quá đứt dây mất tiêu rồi. Rồi xong luôn, giờ phải lội lại đằng kia nữa. Ui đừng mà. Ui thuốc hết tác dụng rồi. Uống thêm một lọ nữa đi. Đó, rồi đi tiếp. Ủa nãy mình lội ngang khúc nào mà đứt dây vậy ta? Rồi đứt dây mất tiêu luôn. À đây đây, cọng dây nè, cọng dây nè. Rồi bé cá heo rồi. Đừng mà đừng nói đâm mấy cái heo đâm đầu vô mấy cái rạn san hô này ngõm nha. Ui. Bởi vì cái gì nhanh quá nó cũng không không có tốt đâu các bạn ơi, như mình nè. Lội nhanh quá giờ lại không có tiêu mấy cái heo luôn rồi. Giờ phải đi tìm nữa mấy cái heo ơi. Đâu mất tiêu rồi ta. Lạc thiệt rồi, lạc mất tiêu rồi. Ổn ghê luôn, tự nhiên lâu lâu mới gặp được một bé cá heo mà giờ lạc mất tiêu rồi. Thôi kệ đi, giờ mình sẽ lội từ từ lại cái khu vực bản đồ cũng được. Kiểm tra lại cái nữa. Ui, dấu chấm giờ nó bé bé tẹo luôn rồi. Chưa chưa chưa, để coi gì coi. Mình cần phải đi về hướng Bắc một xíu nữa. Chưa chưa, đi về hướng Tây trước đi để cho nó mở bản đồ ra trước nha. Ủa đúng không ta, giống cái bản đồ bị trùng vậy. Nó cách tít đằng kia lận mà sao lại trùng được. Kỳ vậy. À không, cái này khu mới thiệt, khu mới thiệt. Và đây có cái thuyền nữa nè. Wow, để coi coi cái thuyền này cho mình cái gì. À có rương luôn. Tre. Vậy là cái thuyền này gần cái khu vực rừng nhiệt đới á. Thường thường mấy cái thuyền gần khu vực rừng nhiệt đới thì mới có tre thôi. Wow, vậy là đây là một vùng biển mới rồi. Vậy là mình cần phải có một ít thời gian để khám phá rồi đó. Vậy cơ hội để chúng ta tìm thêm những cái bản đồ kho báu mới. Và đằng kia là... Ui cái gì vậy? Ủa cái thuyền đúng không? Cái thuyền đúng không? Chưa chưa chưa, mình qua bên kia coi. Mình thấy cái gì rất giống những cái buồm luôn á. Wow, phải cái thuyền không? Đúng luôn, đúng luôn. Và nó đang sử dụng cái gỗ gì mà nhìn lạ vậy? Gỗ sồi à? Ờ đúng luôn, gỗ sồi. Và nó có kiểu như là có đủ ba cái trụ buồm luôn nè.
Wow, hiếm lắm mới gặp mấy cái thuyền full vậy á. Thường thường những cái thuyền full vậy sẽ cho mình ba cái rương lận đó, nên rất là nhiều cơ hội mình nhận được kim cương nè. 1, 2, 3. Ui, nó cho sắt vàng với emerald thôi. Tiếc vậy ta. Kệ, có cũng đỡ hơn không. Mình sẽ lấy emerald nè. Mình sẽ lấy sắt vàng. Ôi, chắc mình sẽ cho vào cái rương này đi. Đó, cắt vào. Có cái rương ender cũng rất là tiện luôn. Cho hết vào đây nhá. Rồi, ui ui. Quên, hết oxy. No. Ây dù, nó mất máu ghê luôn á. Ui, đằng kia có mấy con quái dữ vậy kìa. Ui ghê vậy, giờ mình không dám lên bờ luôn á. Rồi lút nhanh còn đi lên nữa. Một hồi ở đây thế nào cũng mắc kẹt cho coi. Một cái bản đồ, một kho báu mới nữa nè. Ui, cái này lại khác cái hồi nãy nữa. Wow, vậy là mình có tổng cộng hai cái bản đồ kho báu luôn rồi. Và cái này cho TNT, được, lấy về nghịch cũng được. Sửa chữa, nè, được thêm một cái mũ sửa chữa nữa rồi. Cái mũ đầu nhanh thì chắc mình không cần đâu. Mình sẽ gán sưu tầm nguyên một set đồ bằng da nhưng mà có dòng sửa chữa ấy. Wow, hơi bị xịn luôn á. Rồi, giờ đi xuống dưới lấy lại cái rương Ender thôi. Để không thôi một hồi mất cái rương Ender thì ổn lắm. Lúa thầm được bao nhiêu đồ mà mất cái rương Ender phí lắm luôn á. Mình sẽ dùng cái cúp mềm mại nè, đập ra. Rồi, sau đó đi lên lại thôi. Thức ăn mình sẽ cho vào đây. Đó, đi lên thôi. Ui, nhưng mà mình tiếc cái bé cá heo nãy ngay luôn á. Tự nhiên được bé cá heo giúp mình bơi nhanh rất là nhiều nhưng mà lại lạc rồi. Ui, gần thủy cung luôn nè. Ui, cái chỗ này nó còn gần thủy cung nữa. Wow, để coi có cánh cổng không ta. Ngay chỗ này không có cánh cổng, vậy là vùng đất mình chưa tới rồi. Và mình sẽ kiểm tra coi cái bản đồ hồi nãy đâu rồi. À, bản đồ nãy mình cần phải đi về hướng bắc một xíu nữa. Cái này là... Ui, nãy giờ mình đi ngược hướng rồi. Nãy giờ mình đi ngược hướng mất tiêu rồi. Hèn gì mình thấy nãy giờ bản đồ nó chưa có mở ra ấy. Khu vực này khá là thích hợp để sau này mình có thể quy hoạch lại. Rồi mình sẽ kiểu như là nâng cấp cái thủy cung lên và làm căn cứ cũng được. Và đằng kia là một cái ngôi làng băng nữa. Quá nhiều thứ luôn. Để coi nào. Ui, giờ thì nó lại đi lố quá rồi. Giờ mình sẽ... Giờ nên lên ngôi làng hay là lại có báo ta. Ok, tạm thời chắc mình sẽ ghé qua ngôi làng đi. Rồi sau đó quay lại tìm kho báo cũng được. Rồi dính hưởng cái mũ mất tiêu luôn. Ui, đi xa chỗ con boss nó vậy rồi mà nó còn gán khều mình một cái nữa. Cái thuyền đâu rồi? À đây có thuyền đây. Rồi lên trên ngôi làng coi. Wow, lâu lắm rồi mới gặp mấy ngôi làng băng như vậy nè. Và ngôi làng băng mình thấy cái ngôi nhà nhìn rất là đẹp luôn. Đó, với lại những cái ụ tuyết nữa. Để coi những ụ tuyết rồi. Ui, mèo nè. Wow, bé mèo mắt vàng. Và có chuột. Đây. À không, những ụ băng chứ nhầm. Đó, những ụ băng này mình rất là thích nè. Và đồ mấy ảnh mặt còn có cái đồ chùm tai nữa chứ. Rồi, qua đây coi. À, cái này là chỗ nấu đồ. Bây giờ mình kiểu như mình đang slow motion vậy á. Đó, mở cửa mà động tác nhìn nó nhẹ nhàng chưa. Rồi, làng này có mấy anh golem bảo vệ. Chỗ này chỗ của anh tạo rèn thì phải. Ui da. Còn bên đây coi. Chỗ của anh là nung. Ủa, chỗ này không có mấy bác thủ thư hả? Ui, chỗ này không có mấy bác thủ thư rồi. Tiếc vậy ta. Nhưng mà không sao. Mình sẽ ghé qua đây. Đây, nó có mấy cái lều tuyết nữa nè. Mấy cái igloo mini á. Và đây là chỗ gì đây? Ui, có nuôi ngựa nữa. Chỗ nấu... À, chỗ này chỗ của bác cắt đá. Và bên đây là ngựa nè, để coi ngựa nhiều máu không nhá. À, phải tay không mới được. Mình sẽ vứt bớt cái gì ta. Mình chưa đói đi, có thể ăn súp nữa. Mình sẽ vứt bớt một cái... À, cái này đổi ra ván gỗ đi. Đó, rồi. Mình sẽ cưỡi coi. Ui, ngựa ít máu vậy. Nhưng mà mình đâu có cái yên cưỡi đâu. Thôi, ngựa của mấy bác chăn làng mà mình thuần phục làm gì. Thuần phục là phải mang về nữa, mất công lắm. Thôi, mình sẽ đi tìm kho báu tiếp thôi. Và coi nào. Mình cần phải đi về hướng nam một xíu. Hướng nam là hướng bên... Bên đây, ok, giờ mình sẽ đi thẳng hướng bên đây thôi. Thiệt tình luôn, còn dính hiệu ứng cái muỗng còn 3 phút lận. 3 phút này chắc mình lại cái chỗ kho báu là vừa rồi đó. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình quay lại chỗ kho báu nhé. Hay phải băng qua cái chỗ này ta. Đi xa lắm luôn rồi đó. Thường thường nó không có xa tới vậy đâu. Ui, đây có cái vùng hoa này đẹp ghê vậy. Dạ.
Ôi mình thích thích cái phụng hoa này cực luôn á. Kiểu như mình có cái nguồn bột nhuộm rất là dồi dào luôn. Wow. Ồ, không biết các bạn có thích cái này là cái gì ta? Flower Forest, các bạn có thích cái khu rừng hoa này không? Bạn nào thích á thì nhớ comment phía dưới nha. Mình thì cực kỳ thích luôn. Ở vô chỗ này á, nhuộm nhuộm mấy cái len cừu á là thoải mái, không sợ hết cái bột nhuộm luôn á, mà lại có rất là nhiều màu nữa. Đó, nên mình cực kỳ thích. Và cạnh cái khu vực kia là một cái vùng sa mạc. Đó. Ui, kim tự tháp nữa nè. Ok. Ui, có làng nữa. Wow, quá nhiều thứ luôn. Rồi ok, giờ mình sẽ vào trong đây để khám phá nốt cái kim tự tháp này luôn nhá. Đi một hồi bị lạc luôn rồi, nhưng mà không sao, mình còn còn đồ ở nhà mà, thoải mái thôi. Ui, cẩn thận cẩn thận cẩn thận, lỡ mà nó rớt xuống kia một cái là ha, trắng tay á. Vứt bớt gì ta, vứt bớt khối này đi, nó lấy lại cái khối này và sau đó đi xuống dưới đập cái tấm áp lực trước, đập ra đập ra. Vậy rồi có sắt nè. Độ mềm mại. Wow, mình sẽ lấy cái độ mềm mại này cho vào cái rìu á. Rìu mình chưa có độ mềm mại nè. Được, được, được. Và cái tiếp là một cái bảo vệ khỏi lửa. Không tốt cho lắm. Một cái giáp ngựa sắt. Ok, giờ thì mình sẽ ăn thử một bát súp ở dưới đây luôn đi. Thử coi, có may mắn không? Búp. Hình như nó cho mình một cái hiệu ứng gì đó, nhưng mà có 0,1 giây à. Là một phát cái mất tiêu luôn. Mình sẽ cắt bớt cát vào, lấy cái quyển sách mềm mại nè. Cái rương đâu ta, đây mình sẽ cho vào cái rương suker này đi. Đó, mình còn rất là nhiều chỗ trống luôn. Đó, cho vào hết. Emerald, sắt nè. À quên nữa, thuốc súng là phải lấy nha. Tại vì giờ mình cũng gần hết cái thuốc súng ở nhà rồi, nên gặp thuốc súng chịu khó lấy về. Còn bên đây là sách, lấy luôn cái sách free mà. Đó, à còn chỉ nữa. Rồi giờ thì cho hết vào cái rương này và chúng ta sẽ đi lên rồi qua ngôi làng nhé. Không biết bên ngôi làng còn có cái gì khác cho mình không nữa ta. Rồi lấy lại, bay lên một cái nè. Đó, bay lên, pew. Rồi bay qua làng thôi. Để coi nào. Wow, đây là ngôi ngôi làng ở khu vực Saibana ấy. Không có rương hả? Ở phiên bản mới nè, mình thấy làng cực kỳ khó tìm rương luôn. Hay là tại mấy ảnh ít có rương ta. Đây 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 nè. Wow, rất là nhiều bánh mì và đuốc. Thôi, đuốc mình để lại cho mấy ảnh đi, mình lấy bánh mì ăn thôi. Và kiện rơm nữa. Kiện rơm thôi, để lại đi. Mình có cái vườn lúa khổng lồ ở nhà mà, sợ gì. Còn bên đây là những cái hạt vàng á. Thôi, hạt vàng cũng lấy được nè. Có dân làng baby nữa chứ. Đâu rồi, đâu rồi. Nè 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 nè, dân làng baby nè. Đội cái phòng phòng cỏ nữa mấy anh dân làng này. Còn đây là cái gì đây? Đáng nghe cái chuông phải đặt ở đây chứ. Mình đánh một phát ra chạy kìa. Ồ, cái chuông kiểu như là cái thông báo cho mấy anh dân làng khác có sự nguy hiểm á. Và đây có kệ sách nè. Ở đây có mềm mại chắc. Thôi 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 thôi, nhà mình còn nhiều sách lắm, chắc không cần lấy đâu. Và đây là một cái khu vực thảo nguyên Savannah. Chắc mình sẽ tạm dừng cái chuyến khám phá này tới đây thôi. Bản đồ thì mình tìm mãi mà nó không mở ra nè. Hình như nó đang bị lỗi hay sao á. Mình đi mãi nhưng mà nó không chịu mở ra. Ok, chắc bây giờ mình sẽ tìm đường quay về nhà nhá. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình về tới nhà nhá. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây xong cái lồng đèn trung thu để chúng ta có thể đón Tết trung thu rồi. Ngoài ra mình cũng có thử làm thí nghiệm nhưng mà không thành công cho lắm. Để khi nào mưa thì mình sẽ qua khu vực bò nấm để mình tiếp tục bị chuyển đổi bò nấm thành bò nâu nhá. Và mình cũng có một cái chuyến khám phá biển khá là thành công nhưng mà rất tiếc là không có mang được bé cá heo về ấy, mà còn bị lạc nữa. Để khi nào mình rảnh mình sẽ cố gắng dẫn một bé cá heo về chỗ ngôi nhà dưới nước của mình nhá. Rồi ok, và trong thời gian sắp tới nếu các bạn muốn mình xây dựng chế tạo hay là làm cái gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.